Xin chào anh em đã đến với kênh Đàm Đạo Đó đây. Mình là Huy Lâm và chủ đề hôm nay sẽ là một series mới về nhà Tây Sơn. Mở đầu cho series ngày hôm nay sẽ là cái tên Nguyễn Lữ, một trong ba anh em của nhà Tây Sơn. Ông là em của vua Thái Đức, hoàng đế Nguyễn Nhạc và quang trung hoàng đế Nguyễn Huệ. Về thành tựu, ông không đánh nhà Thanh chạy về nước ăn thịt kho tàu như Nguyễn Huệ ngày mùng 5 Tết, cũng không dùng kế tự chui vào củi để chiếm thành Quy Nhơn như Nguyễn Nhạc. Ông chỉ đơn giản là em của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ, rồi trở thành ba anh em nhà Tây Sơn mà thôi. Đùa một tí cho vui, nhưng những ý trên tôi nói là thật, anh em tin tôi nhé. Và trong khởi nghĩa Tây Sơn thì Nguyễn Lữ phụ trách công tác hậu cần, còn cần gì và làm gì thì chưa có thông tin được ghi lại. Theo như giang hồ đồn đoán, Nguyễn Lữ hay đi xem chọi gà hay còn gọi là đá gà, một môn phái được đông đảo các huynh đệ ngày nay sử dụng để kiếm tiền trang trải cuộc sống thường ngày. Trong một lần xem hai con gà chọi đá nhau tóe máu, không biết do thích đặt kèo dưới hay là do được chấp, mà ông luôn để ý những con gà trông có vẻ yếu thế hơn lại thường ra các đòn hiểm nhắm vào đối phương, khơi gợi cho ông một sức mạnh nội tại, giúp ông lĩnh hội và sáng tạo ra môn phái Hùng Kê Quyền. Nên trong video này tôi sẽ gọi Nguyễn Lữ là anh ba gà cho thân mật. Hùng Kê Quyền sử dụng các chiêu thức tựa như một chú gà đang trong sới bạc, với sự linh hoạt của thân pháp cùng bàn tay co lại kết hợp với sức mạnh của ngón tay, ví như một con gà đang mổ, hay còn được gọi với cái tên hoa mỹ hơn là Nhất Dương Chỉ. Có một bài thơ nói về Hùng Kê Quyền như sau: hai gà đối chọi quyết tranh hùng, đôi chân cùng bay móng hất tung, trấn ải thương vàng như cọp trắng, giữ quan kiếm bạc tựa thanh long. Nói về sự nghiệp binh đao, quân của Nguyễn Huệ nổi tiếng về tốc độ, thần tốc trong tiến công, còn quân của anh ba gà Nguyễn Lữ cũng nổi tiếng về tốc độ, nhưng là tốc độ bỏ chạy. Sao mà đỡ được? Khi hay tin Nguyễn Ánh sắp kéo đến thành Gia Định, ông đã quyết định đi thật xa để trở về. Ông bỏ thành thật xa để chạy về Phú Xuân cho hai anh nuôi bệnh, và sau đó thì lâm trọng bệnh và mất luôn ở đó. Ngoài ra còn có một giai thoại khác cho rằng, đó là sau khi đi thật xa để trở về và làm mất thành Gia Định, ông đã chịu tội với anh trai Nguyễn Nhạc và từ bỏ binh đao, trở thành một thần y, không phải thần y 13 tỷ nhé, để cứu người giúp đời. Hùng Kê Quyền từ đây trở thành Hùng Kê Thuốc.